Mời anh chị em ngồi. Hiệp thông trong thánh lễ này, chúng ta mừng bổn mạng với giới cao niên trong giáo xứ nhân dịp bổn mạng hai thánh Doan Kim và Anna. Tạ ơn Chúa và cùng với ông bà chúng ta xin Chúa chúc phúc cho tất cả những ai với lòng thành của mình biết dâng lên Chúa cả một đời để phụng sự Chúa, để làm cho chính mình được nên gương cho con cháu của mình trong chính gia đình mà mình lãnh trách nhiệm ấy. Và nhất là khi biết rằng ở tuổi đã xế chiều, không còn có những hoạt động nhiều, thì càng biết gắn bó với Chúa hơn, như là giai đoạn cuối cùng để trong cuộc đời này tiến về nhà Chúa sau khi đi qua cuộc đời trần thế. Biết xin Chúa ban cho ông các ông bà biết tin tưởng nơi Chúa, vững tâm vào Chúa, dẫu có thể trên thân xác sẽ xuất hiện những bệnh tật, những khó khăn do tuổi già mang lại, thì vẫn can đảm đón nhận. Xin cho tất cả những điều chúng ta cầu nguyện cho quý ông bà nhân dịp lễ bổn mạng được Chúa thương đón nhận và làm cho thành hiện thực trong cuộc đời của những ông bà, cô bác, những người lớn tuổi của chúng ta. Và tạ ơn ba đấng, xin ơn như ý Chúa và cầu cho giáo khu Phêrô mừng bổn mạng thánh Anna của các bà. Các bà trong giáo khu Phêrô chọn thánh Anna làm bổn mạng, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện cho họ. Xin Chúa chữa lành bệnh tật và cầu nguyện cho các cháu ngoan vâng lời cha mẹ. Xin cho thế giới hòa bình và người dân Ukraine sớm có hòa bình. Xin ơn đi đường bình an. Xin Chúa cho người đi làm xa trên đường đi hàng ngày bình an. Xin Chúa chữa cho người bị tai nạn đang điều trị tại bệnh viện. Xin ơn tha tội. Mừng bổn mạng thánh Anna và mừng bổn mạng thánh Doan Kim. Cầu cho linh hồn Lê Nhân Khanh mới qua đời vì tai nạn giao thông. Cầu cho 8 linh hồn bị tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên Huế và các linh hồn trong ngày, các linh hồn trong ngoài giáo xứ, linh hồn Maria Trần Thị Tới nhân ngày giỗ, Giuse, Maria Anna Đa Minh, Giacobbe Phêrô và Catarina, các linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì đại dịch và chiến tranh, cũng như các linh hồn, các tu sĩ, các linh mục, anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Chúng ta này xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của hai thánh Doan Kim, Anna, là những con người có thể nói là đại diện cho thời Cựu Ước, là những con người thuộc về giai đoạn cuối của Cựu Ước, đã được ánh sáng tin mừng soi dẫn các ngài trung thành với ơn Thánh Chúa. Cầu cho tất cả chúng ta trong giờ này để chúng ta cũng được đầy tràn ơn Thánh Chúa, đầy tràn ơn đức của Chúa như các ngài, mà sống một đời sống vẹn toàn trong thánh ý Chúa. Ngày thứ ba trong tuần, chúng ta cũng không quên kính Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến và làm cho chúng ta đẹp lòng Chúa hơn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh,
các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Đấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho Thánh Gioan Kim và Thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là thân mẫu của Đức Kitô Con Chúa nhập thể. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu cho chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những vĩ nhân và các tổ phụ chúng ta qua các thời đại. Có những người không ai nhớ đến nữa, họ đi qua như không bao giờ có họ. Họ sinh ra như thể không có họ sinh ra, và con cháu của họ cũng thế. Nhưng có những người nhân hậu mà việc thiện của họ không bao giờ bị quên lãng. Dòng dõi họ được hưởng hạnh phúc, và họ sẽ có con cháu nối dòng. Mưu duệ họ trung thành với lời giao ước, và con cái họ nhờ họ cũng được trung thành. Mưu duệ họ sẽ tồn tại đến muôn đời, và vinh quang của họ không bao giờ bị lu mờ. Đó là lời Chúa. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi bao đao vì tổ phụ người. Một lời hứa qua quyên mà người sẽ chẳng run lời, rằng ta sẽ
sẽ đặt lên ngai bao của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống ngươi. Chúa là Thiên Chúa dựng lên cho người mỗi bóng đen đi tổ người. Bởi chứng Chúa đã khen tròn Si-ôn, đã thinh lựa chọn Si-ôn làm nơi cư ngụ cho mình. Ngài phán, đây là nơi nghỉ ngơi của ta tới muôn đời. Ta sẽ cư ngụ nơi đây vì ta ưa thinh. Một uy quyền cho David, sẽ chuẩn bị ngón đèn sáng cho người đường ta xưng dầu. Ta sẽ bắn những kẻ thù ghét người tôi hôn, những chiều thiên của ta chiếu sáng rừng rỡ trên mình người. Chúa là Thiên Chúa sẽ Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thực thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Để làm bằng chứng cho tuổi già được đẹp lòng Chúa và sống đạo đức, sống đầy đức tin, đầy lòng trung thành với Chúa, thưa anh chị em, tôi có thể trích cho anh chị em rất rất nhiều những hình ảnh của những nhân vật trong Thánh Kinh. Chỉ đơn cử một vài con người thôi, không nói hết được, bởi vì đông lắm không nói hết được. Chỉ đơn cử một vài con người, chẳng hạn như tổ phụ Gia-cóp. Thời vàng son của tổ phụ đã buôn ba rất nhiều, nhưng ở tuổi già, tổ phụ ở lại với con của mình và được tổ phụ Giu-se là người con của tổ phụ Gia-cóp rước sang Ai Cập, để rồi sống và chết trong tay của Giu-se, đứa con yêu quý của mình. Đứa con có thể nói được là nhiều lận đận nhưng cũng nhiều vinh quang. Tổ phụ Giu-se đã ân cần bỏ qua những tội lỗi của anh em của mình khi phản bội mình, thậm chí là muốn sát hại mình, muốn giết chết mình. Chẳng qua may mắn tổ phụ Giu-se còn sống thôi, chứ những anh em đã từng muốn sát hại, đã từng có những ý đồ giết chết. Thế nhưng cuối đời mình, tổ phụ Giu-se cũng hạnh phúc bên con cháu và trung thành thờ phượng Chúa, dù cho cuộc đời lận đận thế nào, dù cho bị phản bội đến đâu. Cũng giống như cha mình là tổ phụ Gia-cóp, tổ phụ Giu-se vẫn một lòng trung kiên cho đến cùng.
mặc dù bị bán ở bên đất Ai Cập và sống dù làm quan lớn bên Ai Cập đi nữa, thì lòng của tổ phụ Giuse không bao giờ quên được đất hứa, quê nhà, nơi mà cha ông của mình từ thuở tổ phụ Abraham, Isaac là ông của mình được nhận lãnh lời Thiên Chúa để trở thành miền đất sống cho cả dòng họ mình. Thì tổ phụ Giuse đau đáu nghĩ về quê hương, dẫu cho mình đang được làm quan ở bên triều đình của Ai Cập to thế nào đi nữa, lòng vẫn nghĩ về nơi đó, bởi lòng của tổ phụ vẫn biết rằng mình ở xa quê hương, tức là xa nơi lời chúc phúc của Thiên Chúa. Cho nên khi rước cha sang để sống với mình trong cơn đói kém do hạn hán nhiều ngày tháng, thì sau khi được trở về lại quê hương, tổ phụ cũng đã mang hài cốt của cha mình lại trở về quê hương. Bởi vì chính bản thân ao ước sống bên quê hương thế nào, thì dẫu cho cha chết trong vòng tay của mình vẫn là chết nơi đất ngoại giáo. Thành ra tổ phụ mong muốn đưa cha trở về lại quê hương. Và ngày về lại quê hương, mặc dù cả hai không thể ra đi được, mãi sau này đến mấy trăm năm sau, khi mà Chúa dùng Môi-se như một vị thủ lãnh đầu tiên để giải phóng dân tộc, thì người Do Thái đã mang hài cốt của các đấng trở về quê hương trong vinh dự, trong vinh quang và trong niềm khao khát của những con người muốn nhìn lại quê hương, nhìn lại đất hứa, nhìn lại nơi miền đất mà Thiên Chúa chúc phúc cho mình. Tôi muốn kể với anh chị em những câu chuyện như thế để cho thấy tuổi già, dẫu là tuổi mà có thể chúng ta có nhiều những trăn trở, chẳng hạn trong gia đình có khi mình bị bỏ quên, con cháu nó lo làm ăn suốt cho nên là có khi nó bỏ quên. Ngày mà mình sanh con ra, khi mà đứa con nó còn đỏ hỏn, bồng bế nó, nâng niu nó từng tí một, nó chỉ cần sổ mũi, nhảy mũi một phát thôi là đã thấy lòng mình lo lắng. Vậy mà giờ đây trong tuổi già, ngày nào cũng nghe ông bà than rằng đau nhức quá, đau nhức quá, mà hình như con cái nó chả, hoặc là cháu con nó chả có một lời nào hỏi thăm, hoặc là nó đi đêm về khuya với bạn bè, với những người ở bên ngoài, nó nhậu nhẹt với bao nhiêu kẻ thì nó dễ dàng lắm, bỏ bao nhiêu thời gian cũng được. Tuổi già không còn đi ra ngoài được nữa, giam mình trong căn nhà, thế thì cũng mong có được sự sang sớt chia sẻ của con cháu, nhưng mà hình như nó chả muốn lắng nghe mình. Ông bà già nói lên một tiếng gì thì nó bảo có khi nó còn nạt im đi. Tôi biết có những người lớn tuổi sống hắt hiu như những cái bóng trôi qua bên bậc thềm để chờ đến ngày Chúa gọi. Nhưng anh chị em, quý ông bà lớn tuổi, không sao đâu. Chúng ta mang lấy tất cả những tâm tư đó, những suy nghĩ đó, những âu lo đó, và nhất là những trăn trở cho riêng bản thân, để tôi nghĩ rằng ông bà làm được những điều quý lắm. Thứ nhất, đó là cầu nguyện cho con cháu nó biết sống lẽ đạo, nó biết gìn giữ đức tin của nó. Phải có một nền tảng đức tin từ thuở bé thì lớn lên mới có được một lòng trung kiên yêu mến Chúa cỡ như các tổ phụ của chúng ta được. Nếu các tổ phụ không học lấy bài học của lòng yêu mến Chúa từ thuở còn bé, từ thuở thiếu thời, thì sẽ không bao giờ có những gương mặt rạng ngời như chúng ta vẫn gọi tên Abraham, Isaac, Jacob, Giuse hay bất cứ những gương mặt rạng sáng nào của Kinh Thánh, chẳng hạn như các tiên tri, chẳng hạn như các thủ lãnh.
chúng ta đọc thủ lãnh sẽ xem thấy những hình ảnh của những vị thủ lãnh rất rất đáng được kính phục, rất rất đáng được chúng ta học lấy bản thân của các ngài. Chẳng hạn như thủ lãnh Gideon chẳng hạn, ông yêu mến Chúa cho đến độ ông dám hy sinh đứa con của mình, đứa con gái của mình trong ngày chiến trận. Ông thắng trận trở về. Những bằng chứng đó là những bằng chứng lớn lao vô cùng mà những đấng đi trước chúng ta hàng triệu năm trước để lại cho chúng ta, với lòng yêu mến Chúa, với tấm gương và với nỗ lực từng ngày trong việc phấn đấu cho đức tin của mình. Cho nên chúng ta dâng lên Chúa điều thứ nhất, đó là lời cầu nguyện trong cái khó khăn, trong cái giới hạn của tuổi già của mình, để cầu nguyện cho con cháu nó biết mở lòng ra với đức tin, với ơn thánh Chúa. Và điều thứ hai, sau những năm tháng bôn ba ở cõi trần này, không ai là vẹn toàn cả. Thánh Phaolô kia mà còn nói với chúng ta rằng chúng tôi chứa đựng ơn Chúa trong những bình sành. Chúng ta là vậy đấy, những bình sành dễ vỡ. Cho nên chúng ta sẽ là những người được ơn Chúa cho mình sống tới giờ phút này, thì mình biết dâng lên Chúa cả một quãng đời đã qua để cảm tạ Chúa. Và nếu cần, nhiều khi mình ôn lại những quá khứ của đời mình, không phải để mình tự hào hão, không phải để mình có bất cứ một động thái nào gọi là chẳng hạn như ngày xưa tôi làm được điều này, làm được điều kia rồi bây giờ mình kiêu ngạo, không. Mà là mình nhớ lại quá khứ của một đời đã đi qua để thấm thía và ngày càng thấm thía hơn trong những năm tháng giới hạn của cao niên đây. Mình dâng lên Chúa để cảm tạ Chúa đã cho mình đi qua. Nếu anh chị em nhìn cái gì nó tốt thì nó sẽ tốt, nhưng nếu mình ở một mình rồi mình bị cô độc, cô đơn trong căn nhà ấy, con cháu nó lãng quên, và thậm chí chỉ còn có hai ông bà mà người bạn đời của mình đã bỏ đi trước, chỉ còn lại một mình, chúng ta càng hẩm hiu, chúng ta càng cô đơn biết dường nào. Nhưng nếu mình cắn đắng với nỗi cô đơn ấy, với sự bị con cháu nó quên lãng ấy, với sự bị người đời không còn nhớ đến mình ấy, thì chúng ta sẽ là những người héo hắt. Nhưng nếu mình dùng nó để tạ ơn Chúa, để dâng lên Chúa như hy lễ cuối đời và như hy lễ trọn đời dâng cho Chúa, xin Chúa thương hoàn tất đời mình trong ơn thánh Chúa, xin Chúa thương tha thứ những năm tháng còn trẻ có khi chúng ta dại dột, có khi chúng ta bươn chải mà có quên mất đời sống trong Chúa, gắn bó với Chúa, và thậm chí có khi vì đàn con lũ cháu mà chúng ta không còn nghĩ đến giờ phút để tạ ơn, để thờ phượng Chúa cho chu đáo, thì giờ phút này Chúa cho mình được an hưởng tuổi già, còn có thời gian quý biết bao nhiêu để chúng ta còn kịp mà trở về mà tôn thờ, mà cảm tạ, mà chúc tụng Đấng đã cho mình được như thế này cho tới giờ phút này. Và điều thứ ba chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta dâng tuổi già của mình, xin Chúa thương cho tất cả những ngày tháng sống của chúng ta trở thành một chuỗi của biết bao nhiêu những hồng ân Chúa ban cho mình. Nhưng bây giờ có khi mình đã để cho nó trôi qua hết trong cuộc đời, thì giờ đây mình nghiệm lại để nhận ra cái chuỗi ngày ấy Chúa đã dành cho, Chúa đã thương biết bao nhiêu người. Tôi nói thật nhé, ngày hôm nay tôi ngoài 50 thì theo lẽ đời đã là U60, vài năm nữa là tới 60 nếu Chúa cho mình sống. Biết bao nhiêu người không thể sống tới tuổi 60, biết bao nhiêu người đang sống thế này ngã đùng ra rồi tức tuổi chết trong đau đớn và trong thương tiếc của bao nhiêu người. Còn chúng ta ở tuổi già Chúa đã cho sống tới giờ phút này, thì
đó là một bằng chứng của tình yêu mà Chúa dành cho mình, Chúa dành cho trót cả đời mình. Hãy sống với nó, hãy vui với nó và hãy nhận lấy nó. Chắc chắn quý ông bà cũng có nhiều người phải nằm một chỗ lâu năm, phải ngồi trên chiếc xe lăn gắn mình với nó nhiều năm. Chúng ta xót xa cho những ông bà này. Thế nhưng thưa anh chị em, chính vì tình đồng loại, tình bằng hữu của tuổi già, mình còn có thể đi đứng được, mình còn có thể đến với những anh chị em này được. Hãy đến với họ. Mình cũng ở trong tuổi già, mình cũng hiểu được phần nào của những ngày tháng già nua là thế nào, mình cũng sẽ hiểu được. Đến với họ, đến với những anh chị em mà bây giờ không còn có thể đi đứng được nữa, thậm chí gửi thân mình cho con cháu hàng ngày. Nó cho ăn thì biết ăn, mà nó cho tắm thì biết tắm, không còn dám đòi hỏi gì. Có khi tôi đã từng gặp những hoàn cảnh của quý ông bà rất đáng thương. Thí dụ khi tôi đến thăm chẳng hạn, thì con cháu nó phải dọn nhà, bởi vì nhiều khi mình nằm chỗ đó nó có mùi, con cháu nó phải dọn nhà. Chính tôi cũng bị con cháu của gia đình đó khó chịu, chứ đừng nói là khi nó phải săn sóc cho cha mẹ, cho ông bà của nó ngày này sang tháng khác. Nếu nó không đủ lòng kiên nhẫn, nếu nó không đủ tình yêu mến, nếu nó không có lòng yêu mến trong đức tin dành cho Thiên Chúa, thì chắc chắn quý ông bà nằm một chỗ đã khổ, mà con cháu nó còn dằn vật, còn khổ hơn. Thì rất cần những người lớn tuổi, chúng ta hiểu nhau, chúng ta đến có thể gặp gỡ, có thể cùng đọc kinh. Người nằm chỗ có khi không đọc kinh nổi nữa thì chúng ta đọc một vài kinh cho họ nghe chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng quý ông bà làm được điều đó, bởi chúng ta còn đến nhà thờ được là chúng ta còn có thể đến giúp nhau được. Và thưa anh chị em, hôm nay ngày lễ hai thánh Gioan Kim và thánh Anna, những con người có thể nói được là một đời các ngài đã trao hiến cho Chúa, và các ngài đã được diễm phúc khi được Chúa trả lại cho các ngài điều quý giá vô cùng, đó là ái nữ của các ngài trở thành mẹ của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta cũng tin, chúng ta không dám mơ mộng một ngày nào mình làm cha là mẹ của Đức Maria, không bao giờ chúng ta dám mơ mộng mình sẽ trở thành ông bà ngoại của Chúa Giêsu đâu. Thế nhưng chúng ta tin rằng nếu Chúa có cách của Chúa để trả công xứng hợp cho những người trung thành theo Chúa như hai thánh Gioan Kim và Anna, hay cũng như bao nhiêu những vị tổ phụ các tiên tri và bao nhiêu vị thủ lãnh của chúng ta trong Cựu Ước, ngay cả những bậc cao niên trong lịch sử của Hội Thánh, chẳng hạn như hình ảnh của rất nhiều vị giám mục, nhiều vị giáo hoàng, cho tới giờ chết vẫn thấy mình thanh thoát trong ơn nghĩa Chúa chẳng hạn. Đó là hình bóng của những gì có thể nói được là đẹp nhất mà chúng ta có thể tích lũy và mang trong mình để chúng ta sống tích cực, ít nhất trong giai đoạn cuối cùng của những năm tháng cuối đời này, của những giờ phút xế chiều này. Xin Chúa thương chúc lành cho chúng ta, và xin hai thánh Gioan Kim, Anna mà giới cao niên của giáo xứ này chọn các ngài làm bổn mạng, cũng sẽ là những con người giờ đây trước mặt Chúa tiến cử cho tất cả chúng ta. Trời đất, chúc từ Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và cỏ lá con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh thường sinh cho chúng con. Con xin tiêu dâng lên tình yêu
Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cùng của các hồng quang thân hiện xin đưa lên Chúa đại diện thần thánh linh của các thiên thần chúng con, lạy Chúa là anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để các công cố vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu khi cho thánh nữ Martha được ơn phục vụ Đức. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con thành kính dâng lên Chúa và xin cho chúng con được thừa hưởng phúc lành Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa được tôn vinh trong cộng đoàn các thánh và khi tuyên dương công trạng của các ngài, Chúa tuyên dương chính hồng ân của Chúa từ nếp sống của các ngài. Chúa ban cho chúng con gương sáng nhờ sự hiệp thông với các ngài. Chúa cho chúng con được chung phần vinh phúc. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, Chúa ban ơn trợ giúp chúng con. Nhờ những chứng nhân thế giá như vậy nâng đỡ, chúng con xông vào chiến trận dàn sẵn mà nắm chắc phần thắng. Và cùng với các ngài, chúng con được lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với thiên thần và tổng lãnh thiên thần, cùng cộng đoàn đông đảo các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này
mà nhớ đến thời. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Maria, Giuse, Anna, Đa Minh, Giacobbe, Phêrô, Catarina mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Là Chúa con sắp chúc bình an. Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngồi vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Thì xin Chúa ngự
Chúa, miệng chúng con vừa rước mình vào máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa tối cao, Chúa đã muốn cho con một Chúa hạ mình, sinh làm người dương thế, để qua một cuộc trao đổi lạ lùng kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng nhân hậu, ban cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng bánh dành riêng cho con cái Chúa, được thánh hóa nhờ tinh thần nghĩa tử Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ngày mai chúng ta mừng lễ ba thánh là ba chị em Marta, Maria, Lazaro. Trước đây thì chỉ có lễ thánh Marta, nhưng những năm gần đây hai vị thánh là em của thánh Marta, là cả một gia đình ở làng Betania, nơi đã từng đón tiếp Chúa trong những năm tháng Chúa rao giảng tin mừng, được đưa vào lịch phụng vụ để cùng một ngày không phải mừng một mình thánh Marta người chị nữa, mà còn có cả hai người em bắt đầu từ mấy tâm nay. Cho nên là ngày mai chúng ta cử hành lễ ba vị thánh, ba chị em ruột Marta, Maria, Lazaro. Lazaro là người được Chúa cho sống lại sau khi đã chôn trong mồ 4 ngày đó. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.